Đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, đây là sở duyên duyên, đây là tăng thượng duyên, đây là các pháp tiểu duyên sanh ra, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là bố thí ba la mật đa, đây là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí ba la mật đa, đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đây là chân như, đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo. Đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là pháp môn Đà La Ni, đây là pháp môn Tam Ma Địa, đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông, đây là mười lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là 32 tướng đại sĩ, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là tất cả tướng diệu nguyện trí, đây là trí nhất thiết trí, đây là Phật bảo, đây là pháp bảo, đây là tăng bảo. Đây là thanh văn thừa, đây là độc giác thừa, đây là vô thượng thừa, đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là đệ bát, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là lục giác, đây là đại bồ tát, đây là như lai ứng chánh đẳng giác. Các loại hữu tình đối với các tướng sai biệt như thế có thể tự biết chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Nếu Phật chẳng vì hữu tình an lập tướng sai biệt như thế, thì các hữu tình chẳng có thể tự biết các tướng sai biệt như thế. Phật dạy: Này Thiện Hiện, vì vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp vô tướng phương tiện thiện xảo, tuy vì hữu tình an lập các thứ tướng sai biệt, nhưng đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp hoàn toàn không có sự lay động. Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp hoàn toàn không có sự lay động? Như vậy thì tất cả phàm phu ngu si đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp không có sự lay động chăng? Như vậy thì tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc đệ bát, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc đại bồ tát, đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp cũng không lay động chăng? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy. Vì tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng vượt ra pháp tánh bình đẳng, đều đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp hoàn toàn không lay động. Này Thiện Hiện, nên biết chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của phàm phu ngu si, cũng là chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tùy tiến hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát. Chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.
vì sao, này thiện hiện vì tất cả pháp và các hữu tình, đều chẳng vượt ra chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện nên biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tánh không sai biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp tánh bình đẳng của phàm phu, cũng là pháp tánh bình đẳng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, thì sẽ khiến cho tướng của tất cả pháp và các hữu tình có sự khác nhau, nên pháp tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, nghĩa là vì tướng của sắc khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của thọ tưởng hành thức khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của nhãn xứ khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của sắc xứ khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của nhãn giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của sắc giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thanh hương vị xúc pháp giới khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của nhãn thức giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của nhãn xúc khác nên tánh của